đó mọi người. Hôm trước bác sĩ được tặng cái chai Eucerin này nè. Đây là kem chống nắng ha, Eucerin Sunrise Touch Oily Acne Bronze Skin. Thì đây là kem chống nắng mà nó có thể là nó giảm bóng dầu và ngăn ngừa mụn. Bác sĩ review cái thành phần một chút xíu. Thì trong thành phần kem chống nắng này á, nó có hai cái hoạt chất cũng khá là hay, đó là carnitine. Carnitine này á, là nó giúp làm giảm bóng dầu, và một cái chất nữa là lycotraconate. Thì lycotraconate nó là ngăn ngừa tình trạng mụn. Do đó đó là kem chống nắng này thì nó là nó có khả năng giảm nhờn và ngăn ngừa tình trạng mụn cho chúng ta. Kem chống nắng này ha, nó sẽ có hai cái chỉ số chống nắng là SPF và PA thôi. Đó là cái chỉ số chống nắng của SPF chúng ta thấy là 50 cộng ha, thì nó sẽ chống được UVB, UVA đó. Thì kem chống nắng này á, nó có khả năng bảo vệ da chúng ta chống được hai loại tia nha, và nó có khả năng giảm nhờn, ngăn ngừa mụn. Thì bây giờ bác sĩ chuẩn bị make up nè, cho nên bác sĩ sẽ muốn khui hộp ra để review cho mọi người nha. Thử đi, lâu lâu mình phải thử một cái sản phẩm mà rất là phổ thông. Bác sĩ muốn review cái sản phẩm này là tại vì giá nó là khá là mềm, thích hợp cho những cái bạn sinh viên ha, hoặc là những bạn mà hay di chuyển ở ngoài nắng nhưng mà lại bị nhờn á, cho nên chúng ta có thể thử nha. Cái này thì sản phẩm này là dạng kem cho nên chúng ta không cần lắc gì đâu nha mọi người. Đối với những sản phẩm mà chúng ta không cần đây ha. Đó, nó là dạng cream ha. Rồi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ thử trên làn da nha. Hello, đây là làn da bác sĩ sau 3 tiếng trang điểm ha, và đã đi training đào tạo ngoài trời xong. Thì với cái làn da này bác sĩ đã bôi một cái lớp make up khá là dày, nhưng mà cái lớp chống nắng bên dưới nó cũng không có làm nhờn kích ha, mọi người có thể thấy rõ cái tính chất. Cái kem chống nắng này bác sĩ đang xài là Sunrise Touch của Eucerin đó. Thì cái kem chống nắng này nó có cái thành phần đó là giống như bác sĩ nói ngay từ đầu, đó là có cái khả năng mà kiểm soát tuyến nhờn nè, và nó có khả năng là giảm tình trạng mụn. Khi chúng ta kiểm soát nhờn ổn là nó đã ngăn ngừa cái tình trạng mụn rồi. Do nó có hai hoạt chất đó là L-carnitine và lycotraconate, thì hai cái hoạt chất đó là nó sẽ giảm được cái chuyện mà nó tiết nhờn trên da và nó ngăn ngừa cái tình trạng mụn ha. Rồi đó, đây là da, là da thật của bác sĩ này đó. Đây có thể là giải pháp cho những cái bạn mà hay make up ha, hoặc là đi ra nắng chúng ta có thể thử ha. Thì cái SPF của cái kem chống nắng này nó lên tới 50 cộng lận. Rồi, bye bye mọi người nha.